Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 13 tháng 9 mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia chương trình testnet đến từ dự án ve.financy nè bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án này thì các bạn cần check giấy nha bạn, coi mình có phong phối không các bạn. Thì các bạn copy cái scan con sắt của nó nè, rồi sau đó thì các bạn mở địa chỉ MetaMask của mình ra các bạn. Các bạn tích hợp mạng Avalanche, mạng Mainnet vào các bạn. Rồi sau đó bạn bấm thêm token nè các bạn. Các bạn dán địa chỉ hợp đồng vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm thêm nè. Sau khi thêm vào xong thì nó sẽ hiện ra token các bạn đã phân phối nha các bạn, đã nhận được nha các bạn. Rồi mình đã về được 60 token VE nè các bạn. Thì để bán được con này thì các bạn cần copy cái link sàn, đó là cái sàn Bangonlin.exchange nha các bạn. Rồi bạn dán vào trình duyệt wiki của bạn, dán vào địa chỉ MetaMask của các bạn nha các bạn. Sau đó các bạn connect. Connect với các bạn. Rồi, đây thì rồi các bạn dán con sắt của token VE vào đây nha các bạn. Rồi các bạn add vào nè. Rồi các bạn đây thì các bạn chọn cái đồng thử cái được bao nhiêu đô bạn. USDT. BUSD cũng được nè. Mắt. Liquid nó chưa cho chạy qua cặp con BUSDT các bạn. Qua USDT cái. Hay là mạng nó chậm không biết nữa. Ok, sập rồi các bạn. Sớm mình đã về sau các bạn. Sớm 60 token VE này khoảng 50 đô các bạn, năm mấy đô. Giờ còn 19 đô. Và bạn bấm approve các bạn swap cho các bạn. Thì phí mạng để approve được thì các bạn cần phải có phí chuyển là mạng Avalanche nha các bạn. Thì các bạn lấy ở đâu các bạn? Thì các bạn lên sàn Binance các bạn bán nha các bạn. Các bạn mua các bạn copy con sắt địa chỉ Avalanche của mình. Các bạn mở sàn Binance của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào wallet nè. Rồi sau đó các bạn nạp USDT lên sàn Binance, các bạn chạy qua token Avat nha các bạn. Mạng yếu. Rồi nha các bạn chạy qua con token Avat nè các bạn. Avalanche nè. Sau đó các bạn dán địa chỉ của các bạn vào nha các bạn, để các bạn rút làm phi gan nha các bạn. Mạng lát chứ ta. Các bạn dán địa chỉ các bạn vào đây nè. Rồi đây thì các bạn chọn mạng là Avat Chain nha các bạn. Rồi bạn bấm confirm nè. Rồi các bạn rút cỡ khoảng 0.1 thôi các bạn. Rồi các bạn bấm withdraw nha các bạn thì nó sẽ về ví Avalanche cho các bạn swap nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào approve. Rồi các bạn sẽ tốn một chút phí ga token Avat nha các bạn. Rồi sau các bạn swap thì nó sẽ về con USDT cho bạn, hoặc là các bạn có thể swap qua con Avat nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chuyển con Avat này lên sàn Binance các bạn bán lại nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn bán con token VE đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.